Chào mừng quý vị đến với bản tin Việt Nam ngày nay trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Chương trình ngày 16 tháng 6 năm 2013 có những tin chính sau đây. Giữ trọn vẹn cấu trúc làng cổ Đường Lâm là phương án Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc và các cơ quan liên quan và các nhà nghiên cứu đề xuất nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Bắc Ninh đi đầu trong việc phong tặng nghệ nhân dân gian. Câu chuyện về người đã tạo dựng thương hiệu độc quyền mang tên chanh gạo Quỳnh Vi sẽ là nội dung mục sứ giả văn hóa hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc và các cơ quan liên quan, các nhà nghiên cứu văn hóa tổ chức hội thảo thống nhất phương án quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Theo ý tưởng của đồ án quy hoạch sẽ giữ trọn vẹn cấu trúc của năm thôn Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Lâm, Đoài Giáp, Cam Thịnh. Khu vực 1 là thôn Mông Phụ cần giữ trọn vẹn cấu trúc thôn, cho phép xây dựng một tầng, giữ lại đình, chùa, miếu và cải tạo con đường lát gạch. Quan điểm bảo tồn khu vực 1 là luôn bảo tồn không gian cổ, không được phép xây dựng nhà 2 tầng. Khu vực 2 gồm 4 thôn còn lại, mặc dù có nhiều giá trị nhưng không đủ khả năng bảo tồn nguyên gốc ở tất cả các thôn. Và khu vực này cho phép xây dựng 2 tầng, kiến trúc truyền thống là mái ngói, khuyến khích trồng cây xanh phía trước công trình. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhận định cần có sự quản lý trong xây dựng, tôn trọng sự phát triển đời sống của nhân dân. Dự kiến cuối tháng 6, quy hoạch làng cổ Đường Lâm sẽ được hoàn thiện. Vào dịp hè, du khách tham quan Hồ Ba Bể rất đông, đặc biệt là giới trẻ. Do đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đã kết hợp với các hợp tác xã vận tải xuồng Hồ Ba Bể thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan hồ. Theo đó, các chủ xuồng đều được tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, các xuồng còn được trang bị áo phao mới, đảm bảo đủ so với số người được chở. Tại những chỗ nước sâu, dòng chảy xiết đều có biển báo nguy hiểm, thông báo để du khách không đến gần và tắm ở đó. Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra bằng lái của người điều khiển xuồng, các quy định về điều kiện và an toàn tại bến, trên phương tiện đường thủy, trang bị phao để đảm bảo an toàn cho du khách. Theo thống kê của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, 126 xuồng máy tham gia hoạt động vận chuyển khách du lịch trên sông Năng và Hồ Ba Bể đã qua đăng ký an toàn kỹ thuật. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An và Hạ Long là 4 trong số 25 điểm đến tại châu Á được du khách yêu thích nhất. Các địa danh này sẽ được nhận giải thưởng Asia Destination Awards năm 2013 của trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức tại Singapore vào ngày 18 tháng 6 tới đây. Đợt giải thưởng lần thứ 5 này có 412 điểm trên toàn thế giới được đưa vào danh sách TripAdvisor Traveler's Choice. Giải thưởng này dựa trên các tiêu chí là sự nổi tiếng của các điểm đến, sự yêu thích của du khách đối với địa danh và những điểm đến được đánh giá cao nhất. Giải thưởng được bình chọn thông qua hàng triệu đánh giá và ý kiến từ du khách trên trang TripAdvisor. Trung bình mỗi tháng, trang TripAdvisor có hơn 6 triệu lượt khách truy cập và có trên 7,5 triệu ý kiến phản hồi. Trong số 25 điểm du lịch hấp dẫn nhất của châu Á trong năm nay, Hà Nội giành vị trí thứ 14, Thành phố Hồ Chí Minh vị trí thứ 15, Hội An thứ 17 và Hạ Long thứ 25. Đây là một vinh dự lớn cho Việt Nam và việc này sẽ góp phần thu hút nhiều khách du lịch lựa chọn Việt Nam là điểm đến khám phá. Nghệ nhân dân gian là những người có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, phát triển văn hóa, văn nghệ dân gian và nghề truyền thống của Việt Nam. Trong khi tại nhiều địa phương trong cả nước, việc phong tặng nghệ nhân dân gian vẫn chưa có những chính sách và ưu đãi cụ thể, thì tỉnh Bắc Ninh là địa phương đầu tiên đã xây dựng chế độ cho các nghệ nhân của tỉnh. Việc làm này đã thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với những nghệ nhân, khẳng định quan điểm và sự trân trọng, gìn giữ tinh hoa văn hóa của quê hương, dân tộc. Cụ Phạm Văn Bể ở thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã dành trọn cuộc đời cho môn nghệ thuật rối cạn. Cụ đã có công làm sống lại phường rối có lịch sử 400 năm của quê hương. 90 tuổi đời với 60 giấy khen bằng khen của Trung ương đến địa phương. Điều mong mỏi lúc này của cụ và cả những người thân cận là được phong tặng nghệ nhân dân gian. Ngoài tôi ra tất cả anh em trong dàn nhạc, các người hát, các bà này không có mặt đây. Thực chất mong muốn quá, chúng tôi tha thiết mong muốn
được cụ Bể được phong nghệ nhân. Thế rồi ít nhiều già rồi phấn khởi, thì chúng tôi phấn khởi như thế, mong muốn là mong muốn lắm. Trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều địa phương vẫn đang xem xét để đưa ra tiêu chuẩn để phong tặng nghệ nhân dân gian, thì năm 2010, tỉnh Bắc Ninh đã phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân ca quan họ Bắc Ninh đợt 1 cho 41 nghệ nhân quan họ tiêu biểu, kèm theo số tiền 5 triệu đồng mỗi nghệ nhân. Số tiền tuy không nhiều, nhưng họ cảm thấy không chỉ được tôn vinh mà còn được chăm sóc một cách thiết thực cả về vật chất và tinh thần. Sự đóng góp của cộng đồng các làng quan họ, đặc biệt là các nghệ nhân dân ca quan họ, đó là chúng tôi vẫn ví là báu vật nhân văn sống. Họ có đóng góp rất lớn trong cái việc lưu truyền, truyền dạy dân ca quan họ Bắc Ninh. Chính vì vậy là tỉnh Bắc Ninh thấy rằng cái trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn thể cộng đồng phải quan tâm đến cái đối tượng này. Nói thực là nó là cái nghề nghiệp, không thể nào bỏ được. Thế thì thôi, trên mà nghĩ đến quay lại thì cho chúng tôi thì cũng là một cái điều quý hóa mà vui mừng, mà thấy là vui. Thì tôi vẫn thường nói với cụ kế là thôi thì từ xưa đến giờ không ấy, nhưng mà bây giờ trên đã nhìn nhận đến thì mình cũng thấy là phấn khởi. Mặc dù Bắc Ninh là địa phương đi đầu trong việc xây dựng chế độ đãi ngộ cho nghệ nhân, nhưng đến nay khi quy chế đãi ngộ đã được thông qua, cũng chỉ có 37 nghệ nhân quan họ Bắc Ninh được ghi nhận. Ở thời gian tới đây thì tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục có cái sự điều chỉnh bổ sung về quy chế xét tặng nghệ nhân dân ca quan họ thành một quy chế chung của tỉnh đối với các dân ca quan họ và các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nghệ nhân dân gian là kho tư liệu sống vô giá của quốc gia. Thế nhưng phần đông trong số họ đều đã lớn tuổi, nhiều người đã ra đi. Những người ở lại thì tuổi đã già, sức đã yếu. Việc thông qua quy định chế độ đãi ngộ với nghệ nhân dân ca quan họ Bắc Ninh không những là một nhiệm vụ đã được tỉnh Bắc Ninh cam kết với UNESCO, mà còn là hành động thiết thực đối với những người đã gắn bó với loại hình nghệ thuật dân gian này. Khi còn là cô sinh viên ngồi trên giảng đường đại học, Nguyễn Thúy Vi đã tự xây dựng được cho mình một thương hiệu độc quyền mang tên chanh gạo Quỳnh Vi. Và trong những năm qua, bằng cách thể hiện độc đáo và tinh tế mà những bức tranh mang hương sắc sản vật của miền quê Việt Nam do Thúy Vi làm đã được bạn bè gần xa biết đến một cách thân thuộc và gần gũi. Nhìn những kiệt tác tranh với đủ mọi loại màu sắc như thế này, không ai nghĩ chúng được tạo ra từ những hạt gạo mang về từ những miền quê Việt Nam. Và những bức họa gạo ấy được tạo nên từ bàn tay của một người con gái vùng đất gạo trắng nước trong Cần Thơ. Dường như niềm yêu thích với hạt ngọc trời ban và tranh đã đưa Nguyễn Thúy Vi bén duyên với loại tranh độc đáo này từ lúc nào không hay. Có lẽ là vì tôi là người Cần Thơ, mà đó là một miền quê rất là nổi tiếng về những hạt gạo. Và bên cạnh đó thì một niềm tự hào về Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. Và đó chính là lý do mà tôi luôn mong muốn có thể giới thiệu được tranh gạo. Từ ý tưởng sáng tạo ấy, Thúy Vi là người làm tranh gạo đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới, và đã tạo dựng được một thương hiệu xuất khẩu độc quyền. Điều mà Vi tự hào là tranh của cô luôn mang vẻ khác biệt so với các dòng tranh khác, từ chất liệu làm tranh đến công việc chế tác. Một điểm rất đặc biệt của tranh gạo mà khác biệt so với những loại chất liệu khác đó là làm từ những hạt gạo của Việt Nam. Và một điều nữa khiến cho tranh gạo đặc biệt đó là chúng tôi không hoàn toàn không nhuộm gạo mà chỉ sử dụng những màu tự nhiên, ví dụ như những loại có sẵn như là huyết rồng, nếp than. Còn đối với những loại gạo tám, gạo tẻ thì nó chỉ có màu trắng thôi, thì chúng tôi sẽ sấy lên để tạo màu, và từ đó thì có thể có những tông màu như là trắng, vàng, nâu, đen, và đều là những tông màu tự nhiên của gạo. Trước giờ ăn gạo thôi à, bây giờ thì mình mới biết là có một cái hình thức nghệ thuật khác mà làm ra từ viên gạo, hạt gạo, thì mình cảm thấy là nó là một cái sự sáng tạo rất là đáng trân trọng. Và ngoài ra nó còn mang tính chất nghệ thuật rất là nhiều, vì những cái hạt gạo này là nó màu trắng, từ màu trắng chuyển sang màu nâu rồi chuyển sang màu đen, rồi mình phối hợp màu sắc rồi cho nó ra giống một bức tranh thật. Mình cảm thấy nó là một sự sáng tạo. Hiện tranh gạo Quỳnh Vi đã được bạn bè quốc tế như Anh, Pháp, Mỹ và nhiều nước châu Á biết đến. Chính nhờ sự độc đáo và tinh tế mà những bức tranh gạo đã trở thành món quà ý nghĩa dành cho mọi người, đặc biệt là những người yêu quý và muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam thông qua những sản vật của dân tộc.
Bản tin Việt Nam ngày nay cuối tuần ngày 16 tháng 6 năm 2013 xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.